Cala. Đây là Macara. Đó, Macara đó, đây nè. Đây là trong một số những tài liệu thì họ để con voi, nhưng có một số tài liệu thì là con cá sấu. Bạn nào đi sông Hằng rồi thì nhìn hai cái cột nước, hai cái cột mà bơm nước đó. Bây giờ lần này thầy nói cái sau đi lại đó là sẽ để ý nha. Trên sông Hằng đi ngang qua lò thiêu thiêng liêng nhất của sông Hằng, ở ngay chỗ đó có hai cái cột bơm nước để cung cấp nước cho toàn bộ thành phố Varanasi. Ở trên hai cột đó họ vẽ cái hình bà nữ thần sông Hằng cởi trên cái con này. Đó là biểu thị cho nước đó. Đó, còn ở đây đó là Kala. Đó là Shiva. Đó, biểu thị cho cái sự lưỡng tính nha, cái sự lưỡng tính đó, có nam có nữ đó, có nước có đất. Đó, có nam có nữ đó là biểu thị cho cái sự hài hòa, cho cái sự mà hưng thịnh nó vận hành đó. Đó. Okay. Yeah. Yeah. For the Kalamakara is one set. Đó, đó một cái mô típ này các bạn sẽ thấy đây là mô típ chính trong toàn bộ tất cả các cái đền thờ Phật giáo, kể cả trong cái đền thờ Borobudur. Bởi vì hôm đi Ấn Độ thầy có nói một lần đó là truyền thống của Kim Cang Thừa nó dựa trên 95% những cái vị bổn tôn, những vị thần bắt nguồn từ đâu? Từ Hindu giáo mà ra. Và các vị này được biến chuyển trở thành những vị hộ pháp, những vị thần của Phật giáo, những cái vị có công của Phật giáo để giúp hộ trì cho Phật giáo. Đó, thành ra trong mô típ này đó họ thể hiện cái phần của cái Kala và Makara. Makara nha, Makara is transportation of Varuna. Makara. Varuna is the god of sea in Hinduism. Đó. Yeah. Biển đó, là nước đó, biển hay là nước đó, phải chưa? À, hay là sông thì biển thì trong sông Hằng đó. Có một số cái tài liệu đó họ đề cập đây là cả mấy cái vị này đều thuộc trong Thiên Long Bát Bộ. Yeah. Và mình về mình gõ chữ Thiên Long Bát Bộ là nó sẽ dịch ra hết. Chưa hết, chiều hôm nay chúng ta đi sẽ còn có coi có Kinara, Kinari, thấy không? Makara, rồi Kala đều là thuộc Thiên Long Bát Bộ hết. Kinara, Kinari đó là Khẩn Na La đó. Khẩn Na La đó, phải không? Ma Hầu La Già, mấy cái này nè. Đó, Ma Hầu La Già thì trong từ của Phật giáo thì họ dịch đó là thuộc về Thiên Long Bát Bộ hết, là những vị hộ pháp. Đó, những vị hộ chúng. Ma Hầu La Già là Mu Chân Đá. Rồi Garuda. Garuda đó là gì? Garuda đó, kim sĩ điểu đó. Đó, kim sĩ điểu, đại bàng kim sĩ điểu đó, cái hãng hàng không quốc gia của cái đất nước này nè, là Garuda đó, là cũng thuộc trong Thiên Long Bát Bộ. Thành ra những cái mô típ này chúng ta sẽ thấy trong đền họ sẽ có biểu thị thì hết những cái phần này. The design is dragon, yeah. Makara, dragon. Head of dragon. And now what is it here? This is to put the Bodhisattva before. Statue, but we not sure what Bodhisattva here, because when this temple was found by the Dutch people, more land nothing, maybe stolen, maybe we don't know, no information about it. Ở trong đây đó ảnh nói là không có biết chắc là để cái tượng gì, mà ảnh chỉ dùng một cái chữ rất là chung, đó là Bodhisattva mà thôi. Là Bồ Tát thôi. Nhưng trong những tài liệu cổ xưa đó họ ghi đây là thờ Tara Bodhisattva. Avalokiteshvara Bodhisattva là họ để biểu thị ở phía bên trong này. Đó, để trong những cái này. Còn khu vực đây là khu vực ở. Những cái phòng này là những cái chỗ ở, những chỗ nghỉ của chúng ta. Yeah. And the upper side you can see like space, yeah. Space of the stone that is to put the wood. Yeah. Gỗ đó, cái thanh gỗ ngang qua đó các bạn, cái thanh gỗ để làm cái sàn đó, thanh gỗ để bắt ngang qua đó. And then on the wood, the plate of the wood, because the monk live in the second level and the second floor. Yeah. So if any question about how many rooms, yeah, 1, 2, 3 rooms, and connecting the door, window, is the door to connecting room to the other room. But the step to go up is here. Step to go up to the second floor.
Đây Kara, bên Kara. Dạ. Mô típ mà các bạn coi đây là thế kỷ thứ 8. À, thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên. Ai mà mình đi ăn co đó. Đúng không? Ăn co là thế kỷ thứ mấy? 12. 12. Đó, đây là thế kỷ thứ 8. Đó, và mình coi cái những cái công trình trong cái vùng Yogyakarta này đó là từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9, 100 năm. Đó, sau đó một người trong cái hoàng tộc này đó mới đi về tới phía Campuchia đó, thì họ dựa trên những cái đồ hình kiến trúc ở đây và cái cách thức để xây dựng nó để người ta tiến hành người ta xây Angkor. Đó, thành ra mình coi cái liên đới nha, cái triều đại của vương triều Angkor đó, nhất là những vị vua Chajavarman thứ 7. Đó, mình đi mấy cái khách sạn của Campuchia mình thấy hay để hình tượng Chajavarman đó, thì Chaja đó là từ đây, từ Java này, đó, từ chữ Java này là họ gắn liền với cái triều đại đó, con vua đó. This is the, to put the steps made of wood, yeah, to go up. Yeah, for the floor is a little bit lower. The step, right? The step from step. Here. Yeah, the step. Made of wood. Material is thick wood. Thick, wood. Gỗ thick. Gỗ thick. Gỗ thick có một khúc da. Hả? Không phải á. Cái tách này đó là ở tại một cái quốc gia mà bây giờ là được cấm xuất khẩu của loại gỗ này. Đó, cái chất lượng của cái loại gỗ này là khủng khiếp nhất ở trong khu vực này. Đó là Myanmar, Miến Điện á. Thì những cái loại gỗ này là nó trường tồn với thời gian đó, rất là lâu. Ông nói cái cầu thang đó là đi từ chỗ này, nó ăn chỗ này, dưới chỗ này một chút để nó đi lên và làm bằng cái gỗ tách đó, gỗ tách wood đó. Ở đây nó cũng có những cái phần cái cây cột để bỏ qua để cho cái sàn đó là bằng cái gỗ. Đây là khu ở, khu ở chỗ thảo là màn thân ở đây họ đi qua bên Campuchia để họ truyền giáo hay họ giao dịch hay không? Bị bỏ nước đó, bị cái đất nước này nó hết họ bỏ chạy, họ bỏ đi đó, lưu vong đó, đó là dạng lưu vong đó. Ở đây không có điện thờ, đây chỗ ảo, đây nè, mấy cái thờ là chỗ này để trong đây. Nhiều người nói tại sao Chư Tăng ở trên mà để thờ dưới này, nhưng thực ra mình coi kỹ đó là không phạm gì hết, đâu có đứng đây đâu, nó ở giữa này thôi à. Đó, những công trình họ để họ sát vô phía trong này, đi vô đó là họ sẽ bắt gặp ngay. Còn ví dụ nếu mình để thờ ở xuống giữa này mà Chư Tăng ở phía trên đó là nó sẽ phạm, nó sẽ ảnh hưởng đó. Đó, thứ hai nữa là giới truyền thống của Mật giáo đó. Chúng ta nhớ là truyền thống Mật giáo đầu tiên không có Tam Bảo, mà phải là gì? Tứ Bảo. Không, tứ quy. Tứ quy, quy y đầu tiên là quy y Kim Cang Thượng Sư. Nhờ Kim Cang Thượng Sư mới dẫn người đó đến gặp Tam Bảo được. Mà nó đi qua mấy cái tu viện ở tại Cát Lu đó, thầy có nói đó, thành ra đó Kim Cang Thượng Sư là tối quan trọng đó. Họ chú trọng đến cái vấn đề đó, chứ không phải là chuyện Tam Bảo. Thành ra vô đầu tiên là phải có Kim Cang Thượng Sư trước. Thành ra chính những cái chỗ này đó là những cái vị đạo sư, những cái vị Kim Cang Thượng Sư người ta ở, người ta lưu trú, chính là cái chỗ mà Tam Bảo cũng thực hiện trên quan điểm rồi. Thành ra ngài Adisa đó, ngài nói đến cái việc 36 cái công trình như vậy nó liên thông với nhau như vậy ở tại khu vực này. Đó là cái nơi ở nha, thầy nhắc lại chữ Sari, Kandi Sari. Sari là từ chữ Sara, chữ Sara đó chính là cái chỗ ngủ, cái nơi để ngủ, để ngủ nghỉ, tức là Tăng Xá. Mình dịch ra là Tăng Xá đó. Đó, mình dịch đó là Tăng Xá, là cái chỗ để mà Chư Tăng ở, để xây dựng những cái công trình, cái chỗ để mà Chư Tăng hành lễ, làm lễ. Anything else? Yeah. Enough. Các bạn không hỏi mấy cái phần mà này, mấy cái gạch mà xây này nè. Cái đá đó, mấy cái đá đó.
Tristan. Because everything in Sendra Java and Yogyakarta were destroyed by earthquake. I said this location only 27 kilometers to the south in Indonesia. And he didn't say there is active Indo-Australian tectonic plate. Crushing of the plate will make earthquake. Therefore, the government of Mataram Empire since 929 migrated to the East Java. Because they believe if a lot of earthquake, the god is angry. No blessing of the god anymore. So the king led everybody to looking for the new blessing in the new place, East Java. Here's in Raja. Everything was left by the government in the condition of destruction. And Dutch people found this temple and restored it. Restoration and the Dutch government of Indonesia continued by Sukarno period, yeah, first president, continued by Suharto, second president of Indonesia until now. Bấm tháo đầu tiên á, ông Sukarno đó, cái sân bay mà Jakarta đó là sân bay Sukarno đó, là tổng thống đầu tiên của Indonesia. Đúng rồi. Yeah, more temple in Yogyakarta were found by Dutch people, but in Borobudur, because position is very far from the center of the government of Dutch, the temple was found after by British men, because after Dutch and then British Dutch again. Therefore, the temple in Sendra Java Borobudur found by Raffles, yeah, the British man. But in Yogyakarta, of course, the center of government of Dutch government was found by the Dutch people. So, one question: why they worship the Tara? The Tara, because special for Kalasan Temple, that is for a woman monk, Tara woman, Kuan Yin. That's why they worship Tara. Yeah. Why they worship? Worship. Yes. Yeah, they worship. Why they pray? They pray the Tara. The Buddhist people believe also many Bodhisattva, not only Tara. Also, we don't visit there. Sewu Temple. That is Manjushri. Manjushri. Yeah, but the Sewu Temple is one complex with Prambanan Temple because we don't visit Prambanan, so we cannot show you Manjushri Temple or Sewu. Sewu is local name, but actually Manjushri Graha. Graha means house. Manjushri is the god of knowledge. Yeah. So not only Tara, but every Bodhisattva. For example, in Mentu Temple, maybe Cumuro, ya, Cumuro, Mentu Temple, also Avalokiteshvara, Sakyamuni, and Vajrapani. Three statues inside of Mentu Temple, but still good condition. But I just ask why they focus about Tara to build the temple, and why they worship the Tara. I don't know the reason. Because maybe this is representation of female, like that. Yeah, this is the, what is this? Equality between men and women. They are not only men, but also women. Mm. Because during the next generation also, đó là mới hết, còn cái nào mà nó không khoét lỗ đó là original. Yeah. Nè, thấy lỗ không? Đây là mới. Cái mà gọi là chất bảo vệ bên ngoài này là nó là original không, là hay sau này là người ta mới? Cái này mới, có những cái là nguyên đó. Có những cái nó nguyên. Nhưng mà ngày xưa là người ta đã sử dụng cái chất để bảo vệ cái đó. Bảo vệ đó để họ chép lên. Thực ra không phải để bảo vệ mà hồi nãy ông nói đó, để làm cho nó sáng lên. Chứ lại nó làm cho cái công trình đó nó sáng lên. Em phải ra lấy phải sụt cầu. Đây, những cái miếng họ chép rồi đó.
những cái bước này đó rất là cao xa hẹp á. Dạ hẹp lắm, để không có quay lưng, để không được quay lưng mà đi ngang. Thứ hai đây là mình còn thấy được cái khung này đó là cao đó, nhưng trong những cái công trình mà cổ đó thì những khung này rất là thấp, thấp đó. Cúi đầu à, cúi đầu. Thứ hai nữa là có một ý rất hay, và nếu mình đi các chùa phía Bắc á, những chùa càng xưa ở phía Bắc đó, là mình thấy cái cổng đi vô nó rất là nhỏ, nhỏ không phải vì rất cụ không thể làm lớn, mà vì có ý đó. Vua quan ngày xưa đội mão đội nón tới phải bỏ hết, bỏ mão bỏ nón đó, phải bỏ thuốc cúi đầu đi vô như thường dân, như là thường dân dân thường đó. Ta đó mình thấy đó là cái cách để họ một ký hồi mình đi lên trên khác ở Borobudur, nó cũng y chang như vậy đó, rất là hẹp và nó dốc đứng lên để mình không có quay lưng trở lại, không có được quay lưng. Còn xung quanh ở đây là họ để hình tara hết, có tổng cộng 22 vị tara. Năm hai đó là do trong tài liệu họ đề cập đến những cái tên nói hành của vị tara. Quan Âm là có 33 ứng hóa thân, một trong 33 ứng hóa thân đó là có một ứng hóa thân tara. Trong tara này có 22 ứng hóa thân của tara nữa xuất hiện ra trong những cái hình thế khác nhau. Đó, thì có nhiều tài liệu họ nói đó là do cái tâm bệnh, do những tâm bệnh của chúng sanh, tại vì từ do cái tâm rồi đó, thành ra mới hóa hiện ra những cái vị tara này. Mình có muốn chụp ảnh không? Chụp được các bạn đi nha. Cô nói cái phần trên cái đó, nói đó là Baku Alam đó. Baku Alam đó là cái kiến trúc tháp. Cái tháp là cái đinh đó, đó là cái kiến trúc đặc trưng của công trình tháp xây tháp ở tại Sa Văn. Đó là hình của bảo tháp. Dạ, đó hình của bảo tháp có. Ở dưới cái vuông, ở trên là cái chén. Dạ. Và phía trên đó là cái hình của cái phiểu lọc nước đó. Dạ. Hôm mà mình đi Ấn, em có nói một lần đó là cái đó là trong cái bài bán bàn đó, là từ cái mô típ này mà tất cả các nước Phật giáo truyền thống người ta đều gọi như vậy hết. Đó là hình bảo tháp, nhưng ở đây nó không có stupa. Đó là stupa, nhưng ở đây nó không gọi stupa mà nó gọi là Dagoba. Thì Dagoba này sau này anh á, nhà Phật học người anh Alexander Cunningham đó, ông dịch Dagoba nó thành ra một chữ Pagoda. Pagoda. Dạ, là đó, Dagoba đó, cái đó là Dagoba đó. Vì cái Dagoba đó mà sau này tiếng Anh đó, họ dùng ra cái chữ Pagoda ở chùa đó. Đó. Như vậy đó, thưa thầy, là ví dụ như nhìn cái kiến trúc bên trong của cái tháp này thì sẽ thấy nó có một cái gì đó tương đồng với cái kiến trúc của các người Chăm. Dạ. Nó có, dạ, có cái giai đoạn họ gọi cái Champa dạ, giống như mấy cái phần hồn của sách Chăm dạ, đó là nó có một cái tượng. Vì vậy cho nên là nếu mà đứng ở góc kia thì cái đinh kia thì là nó lại sẽ mang một cái hình dạng khác nữa. Nếu như mà mình đứng nhìn cái góc của Chăm dạ, thì nó sẽ là về dạ, dạ. Vậy thì ý tôi đang giao hòa, tại vì hồi nãy em nói đó là cái Di Chung và Phật giáo nó kết hợp, dạ, nó kết hợp trước đó là Di Chung. Dạ đúng rồi. Khi ông vua Indra này ổng cải đạo, ổng sang đạo Phật thì lúc bấy giờ ổng mới cho xây dựng những cái công trình Phật giáo, và công trình Phật giáo dưới bàn tay xây dựng của thợ Hindu. Dạ. Như vậy thì cái Phật viện Đồng Dương Lokeshwara ở Đồng Dương ở Trà Kiệu đó. Dạ, dạ. Dạ, thì nó sẽ là cái, tại vì cái khúc đó là cái khúc mà cuối thế kỷ thứ 9 rồi, thế kỷ thứ 10 là dạ, khúc mà Phật giáo đã đi vào dạ, Champa. Dạ, dạ, có ảnh hưởng đó, có ảnh hưởng là những con dao hết. Trả lời câu hỏi của em hồi sáng.
thì lúc đó là ở đây nó là mất dần cái sự cảm, nếu như vậy là ở Phù Nam thì nó đã mất dần cái thì này là ở thứ 3 là có nghĩa là sau đó gần 1 năm không còn nữa trên bản đồ. Thì ra là thế kỷ thứ 3 trước công nguyên là đây đã có Phật giáo. Dạ, thế kỷ thứ 3 văn bia cổ nhất khai quật được là từ đoàn những cái đoàn truyền giáo của thời vua Asoka đã có mặt ở đây rồi. Nhưng nó không phát triển thành chùa gì vì cái thời điểm bây giờ đó là không có tượng. Không có tượng thờ, không có tháp, không có tượng, họ chỉ xây tháp mà tháp rất là đơn giản thôi. À, họ viết văn bia thôi. Một cái vùng của mình ở dưới An Giang cũng là thời điểm đó. Đó là vùng Ốc Eo Ba Thê. Chữ Ốc Eo là từ chữ Oracle tức là cái thương cảng. Ba Thê là từ chữ Theravada đó. Theravada là tức những vị thượng tọa là đến truyền giáo. Nó có một cái chùa gọi là chùa Ba Thê. Cái chùa Khmer, chùa Ba Thê đó. Dạ, có văn bản về cái này hết. Thành ra cái này đó, cái đỉnh điểm nhất đó là khi cái ông vui ra đó, ông chính thức, ông cải đạo, ông theo đạo Phật thì bây giờ ông mới cho phát triển cái xây dựng những cái công trình này. Nhưng mà nếu như vậy theo từ đầu như vậy là theo Phật giáo, Phật giáo đại thừa. Không, mà sau Phật giáo nguyên thủy. Không phải cái nguyên thủy. Đây là Phật giáo nguyên thủy. Mà là sao Thiên Chú. Bởi vì Thiên Chú và các vị đạo sĩ, các vị truyền giáo của Ấn Độ họ qua họ đem theo tín ngưỡng của Thiên Chú. Và trong đó mình nhớ thế kỷ thứ 7 là Phật giáo mật tông phát triển rất mạnh ở tại Ấn Độ. Phật giáo nguyên thủy lúc bây giờ là suy tàn rồi. Đó. Đó, cái chuông ở dưới, cái chén ở trên. Ở qua đây á, là cái chén ở dưới, cái y ở trên. Cái y ở trên là với cái đẩy lọc nước. À, cái góc đó là cái đẩy lọc nước đó. Thì cái ở đây đó họ gọi cái phần đó đó. Đa Cua Ba. Mình á, qua Việt Nam á, mình dùng cái chữ tháp, chữ thả đó trong tiếng Hán đó, chữ tháp đó là chỉ là cái phần đỉnh nhọn của cái phần trên thôi. Dạ. Còn cái phần kia đó, những cái phần, những cái tầng đó họ gọi là cắt chứ không có gọi tháp. Chữ tháp đó là trong tiếng Hán gốc là chỉ có phần đỉnh nhọn, tức là cái chốt ở trên đó thôi gọi là tháp. Vậy cát đó là cát là lầu đó là đúng không? Cái tầng đó, cái tầng đó, lầu mình nói cái tầng đó, thành ra mình gọi tháp á. Ai đi thiêu mộ mình mới thấy rõ đó. Dạ, vua phải định ông đi cái chuyện mà trên cái tháp đó nha, trên tháp mới có cái chuyện Phật mà, còn trong mấy cái cát là không có. Không có cái cát là không có, cát là những cái tầng đó, còn tháp đó chính là cái phần nhọn ở trên đó, đó mới gọi là tháp. Thành ra đó mà kiến trúc cổ của chùa Việt Nam đó là chính giữa của công trình chánh điện, người ta sẽ xây một cái trụ tháp cao đi lên trên đó, lúc nào cũng vậy hết. Rồi nhà người Việt cũng vậy, bốn cái cột, cái tứ trụ đó, cái nhà Ba Giang hay cái tứ trụ đó cũng là cái bồ tiết của cái tháp, cái trụ đi lên đó, cái tháp đi lên đó. Nhưng mà qua bên Sri Lanka đó thì nó giống như vậy. Qua Sri Lanka là ở dưới đó là cái bát, ở trên đó là cái y, ở trên nữa cái là cái đẩy bằng nước đó. Mình nhớ chữ Đa Cua Ba nha. Đa Cua Ba về mình dịch đi, mình coi rồi mình chợt ra cái chữ Đa Cua Ba. Thì Đa Cua Ba đó nó thành chữ Ba Quốc Đa đó. Ba Quốc Đa đó là nhà Phật học Alexander Cunningham đó, ông sử dụng cái chữ này đó để mà chuyển qua cái phần tiếng Anh đó. Mình bây giờ cứ gọi Tenpo hết rồi. Cái hồi xưa đó không có gọi Tenpo, họ gọi đó là Ba Quốc Đa hoặc là Stupa là tháp thôi. Đó, tháp thôi chứ không có gọi chùa. Mình gọi Tenpo là chùa đó. Thấy không? Chùa là vì có nơi, có chỗ sinh hoạt của tăng đoàn. Đó, chứ còn mình là chỗ thờ Phật không đủ. Ở nhà mình thờ Phật nhưng không có gọi chùa. Vì không có sự sinh hoạt của tăng đoàn. Đó. Một điều rất đặc biệt là trên đất nước ngàn đảo này, Indonesia này, đảo Java, nơi mà có cộng đồng cư dân sinh sống đông nhất trên tất cả những đảo trên thế giới này, thì đầu tiên từ thế kỷ thứ 3 thì Phật giáo nguyên thủy đã đến với vùng đất này. Nhưng mà sau đó thì Phật giáo nguyên thủy lại bị tàn phá, và đến thế kỷ thứ 7 thì Kim Cang Thừa, tức là Mật Tông, phát triển ở trên vùng đất này. Chính vì vậy cho nên là họ đã xây dựng rất rất nhiều công trình Mật Tông, Kim Cang Thừa trên vùng đất này. Tiêu biểu đó là hiện nay tại còn lại đó là Borobudur, đó là cái công trình Phật giáo lớn nhất trên toàn thế giới hiện tại bây giờ. Nhưng mà bị biến mất sau thế kỷ 14 bởi do Hồi giáo.
Một điều đặc biệt là từ khoảng 1568 đó thì Phật giáo lại trở lại, nhưng lại trở lại với Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên điều đó rất là đặc biệt. Đầu tiên là Phật giáo Nguyên Thủy, rồi đến Kim Cang Thừa tức là Mật Tông, rồi đến Hồi giáo và trở lại, đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Đó là một điều rất đặc biệt.